Yamaha là nó có tính chất quốc tế, nó làm nhiều mặt hàng lắm, xe cộ đồ các kiểu luôn. Còn Kawai nó chỉ chuyên về cái nhạc piano thôi. Sản phẩm chính của nó chỉ là đàn thôi chứ không phải là tất cả. Cái này âm thanh là tùy theo mỗi người thích, chứ Yamaha nó cũng hay và thằng Kawai nó cũng hay. Nó có vẻ mình làm mình cảm thấy nó mềm á. Thì đó là do cái âm thanh mà, do cái tai của em. Ví dụ sau này mà mình muốn đổi đây, bán lại thì cái nào dễ bán hơn? Như chọn dòng cái qua Yamaha đều là cái thương hiệu không à? Chứ nào mà chọn bán cái thương hiệu như thế nào? Mình sao cái này nó rẻ hơn cái kia vậy? Cái này lâu quá. Cái này năm 93. Nếu mà cùng với năm đó thì giá tiền lại cao hơn, các bạn phải không? 90 mấy, còn cái kia bao nhiêu? 2009, 2010. Hơn nhau bao nhiêu? 10 năm. Đúng rồi. Nhưng mà tầm giá tiền này thì anh chỉ mua tầm giá đó. Còn cái cấp độ thì mình đang sẽ đổi lại trên cái cao cấp hơn. Đây đầu tư về cao vì nó mới học thì chưa được nhạc cái nào hay không thể nào. Và tầm giá này là ok, tầm giá còn không được rồi. Cái này là nó trôi từ nước nào qua mình vậy em? Tất cả đều trôi từ Nhật hết, mặc dù sản xuất có tùm lum tà la nhưng mà này là cũng... như là của Nhật, sản xuất tại Nhật. Nhưng mà giống như chẳng hạn là một số phần nhà để sản xuất cho nước nó xài, một số đặt qua nước khác xài, nhưng mà vẫn là linh kiện của nó, nhà máy đặt nó thôi. Nhưng mà nó lại nhập về bên Nhật là các bạn. Nhập về nhận âm nhạc của Úc. Có khó khăn không? Có khó khăn trùm không? Có chứ chị. Màu đỏ mà chị thấy. Có màu đỏ. Trùm lên đây hả?